Công và thượng tọa Đại Đức Tăng Ni. Hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2015, nhằm ngày 17 tháng 7 năm Ất Mùi. Thì nguyện ngày hôm nay tưng bừng đi vào đại lễ Giáo Lý Ca Sa. Giờ này pháp hội đông đầy và trang nghiêm thanh tịnh, chúng con cung tỉnh chư tôn đức tăng ni Quán Lâm đạo tràng để chứng minh tiến hành tụng lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Lệ thường đến gần 1 tháng 7 là các chùa tổ chức tụng kinh Vu Lan
để cho Phật tử báo hiếu ông bà cha mẹ. Kinh Vu Lan kể rằng ngày một Kiều Liên sau khi chứng A La Hán, ngày muốn độ mẹ, ngày nhớ thở còn xin tiền, bà đã tạo nhiều nghiệp bất thiện với người tu, nên ngày dùng tim nhãn quan sát xem bà tháp sanh ở cõi nào, thì thấy bà sanh ở cõi ngạ quỷ, đói khổ vô cùng. Động lòng từ hiếu, ngài bèn xin một bát cơm, dùng thần lực đưa đến chân cho mẹ dùng. Mẹ ngài vừa đưa tay bóc cơm ăn, thì cơm hóa thành than lửa, bà không ăn được. Ngài rất thương xót nhưng không biết làm sao cứu mẹ, bèn tính cầu xin Phật từ bi chỉ dạy. Nhưng ngày chúng ta tự ứng, Phật dạy ngài sám lễ vợ thỉnh cúng tăng cúng dường. Nhờ sự cầu nguyện của chúng ta mà mẹ ngài được thoát kiếp mạng quỷ. Xưa bà khởi tâm ác, tạo nghiệp ác nên chết mới đoạn làm mạng quỷ. Sở dĩ bà thoát được kiếp mạng quỷ là vì nay nhờ các bậc thánh tâm với tâm thanh tịnh, trí thành hướng về bà cầu nguyện. Thần lực của các ngài khiến tâm bà tương ứng và chuyển tâm nghiệp ác thành tâm nghiệp thiện. Ngàn nay coi như ngài một hiền viên cứu được mẹ, đền được ơn sanh dưỡng và ơn hiếu nghĩa. Do sai phạm này mà ngày rằm tháng 7 được gọi là ngày Vu Lan hay ngày báo hiếu. Kính thưa quý công đức tăng ni và quý vị Phật tử, hôm nay ngày 30 tháng 8 năm 2015, nhằm ngày 17 tháng 7 âm lịch năm Ất Mùi, toàn thể tăng ni Phật tử thiền viện Minh Khoai cùng nương theo tinh thần thiên niên cao cả ấy, xin được long trọng tổ chức đại lễ thiên niên Vu Lan Phật lịch năm 2559 để bày tỏ tình cảm thiêng liêng sâu sắc của chúng ta đối với công ơn trời biển của hai đấng sinh thành. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Giờ đây, trong không khí trang nghiêm giữa ánh hào quang của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiện Thánh Tăng, đồng thể tiểu về đạo tràng để chứng minh cho đại lễ dân y Vu Lan hôm nay, chúng con xin trân trọng giới thiệu và đường viện chủ và chư công đức tăng ni thiền viện Minh Quang tại Sydney, Adelaide và Perth. Chúng con cũng rất hân hạnh chào đón toàn thể quý nam nữ Phật tử và đặc biệt có sự tham gia của các huynh trưởng cùng đông đủ các em đoàn sinh trong gia đình Phật tử Bồ Đề Minh Quang Sydney. Tiếp theo, chúng con xin được phép thông qua chương trình của lễ dân y Vu Lan hôm nay. Phật tử tề tụ, cung linh chư tôn đức tăng ni, niệm Phật cầu gia bị, tuyên bố lý do và giới thiệu chư tôn đức tăng ni. Giới thiệu chương trình buổi lễ, lễ dân hoa cúng dường cho các em oan phụ Bồ Đề Minh Quang đảm nhiệm. Huynh trưởng biên trí cúng dường bài hát ca dao tình mẹ. Tiếp theo, bài múa lễ Phật ngày Vu Lan cho các em hồn thiếu gia đình Phật tử trình diễn. Huynh trưởng Diệu Hoàng đọc bài quán chiếu về sự kết nối với cha mẹ. Ngay sau đó, huynh trưởng ca mình cúng dường bài bông hồng cài áo và đạo làm con, trong khi nghi thức cài hoa hồng cho quý tăng ni và Phật tử được tiến hành. Chư tăng ni và đại chúng đọc kinh cúng thất thứ tư của đại lão hòa thượng pháp sư Thích Giác Nhiên, cảm niệm và tác bạch nhân nghi của đại diện Phật tử. Nghi lễ dân nghi và tung hoa cúng dường hòa thượng viện chủ ban đạo từ chứng minh, cảm tạ đại chúng và phương tiện chư tôn đức tăng ni dùng cơm trưa để giảng đường. Kính thưa chư tôn đức cùng quý Phật tử, với lòng thành kính Phật Pháp Tăng,
các em anh vũ trong gia đình Phật tử Bồ Đề Minh Quang xin thành tâm dâng lên những lẵng hoa tươi thắm cúng dường buổi nhạc lễ vinh quà ý kinh. Xin mời các em. Thank you.
ơn các em rất nhiều. Tình mẹ, đó là cái tình cảm vô điều kiện, cho đi mà không bao giờ đòi hỏi nhận lại. Hình ảnh của mẹ thân thương gần gũi, in đậm trong tâm trí chúng ta. Chiều chiều như mẹ ta xưa, miệng nhai cơm bún lưỡi lừa cá xương. Mẹ già như chuối ba hương, như sơn nếp một, như đường ghế lau. Hình ảnh thân thương gần gũi đó một lần nữa sẽ được tái hiện qua bài hát ca dao tình mẹ với giọng ca ngọt ngào của huynh trưởng Viên Trí. Xin mời chị Viên Trí. Nam mô A Di Đà Phật. Con Viên Trí xin chúc các vị, các bậc cha mẹ ở đây được một ngày lễ Vu Lan thật là an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Mỗi đêm, mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Còn cha, còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như toàn thể quý vị. Nhân ngày lễ Thiên Liên Vu Lan, các
em, quý nữ, gia đình Phật tử, Bồ Đề Liên Quan xin đại diện cho thế hệ trẻ gửi tới quý vị và hai đấng sinh thành bài muốn lễ Phật ngày Vu Lan để bày tỏ tấm lòng tri ân của mình. Xin mời các em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin cảm ơn các em rất nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ Bông Hồng Cài Áo trong mùa Vu Lan báo hiếu được khởi xướng từ Hòa Thượng Thích Nhân Hạnh, tác giả của ấn phẩm Bông Hồng Cài Áo. Bài viết kể về một tập tục đẹp mà thiền sư đã đọc ở Nhật Bản khi ngài được một số bạn sinh viên Nhật cài lên áo của bộ hoa lên ngày lễ của mẹ. Hòa Thượng thấy được sự tương đồng giữa nghi thức đẹp này và truyền thống Vu Lan báo hiếu của Phật giáo, nên ngài đã khởi xướng nghi thức cài hoa hồng cho tăng ni và Phật tử trong lễ Vu Lan. Từ đó, các chùa và các tổ chức gia đình Phật tử duy trì nét đẹp truyền thống này. Kính thưa chư vị, chúng ta là sự tiếp nối của cha mẹ. Trong chúng ta luôn có cha mẹ, và trong cha mẹ luôn có chúng ta. Hôm nay là dịp đặc biệt giúp chúng ta có thể kết nối với cha mẹ mình, cho dù người còn hay mất. Đại diện cho gia đình Phật tử Bồ Đề Minh Quang, Huynh trưởng Diệu Hoàng xin kính gửi tới Trung tâm Đức Tăng Ni và toàn thể quý vị bài đọc Quán Chiếu Về Sự Kết Nối Với Cha Mẹ bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Sau đó, nghi thức cài hoa hồng được bắt đầu với giọng ca của huynh trưởng Diamond qua hai bài hát Bông Hồng Cài Áo và Đạo Làm Con. Xin mời huynh trưởng Diệu Hoàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ, kính bạch quý tăng ni và kính thưa toàn thể quý vị. Dạ, con là Diệu Hoàng. Nhân buổi lễ Vu Lan Dân Y hôm nay, con xin phép được đọc bài Quán Chiếu Về Sự Kết Nối Với Ba Mẹ. Và con xin thưa bài này sẽ được đọc qua hai ngôn ngữ Việt và tiếng Anh để cho các em đoàn sinh gia đình Phật tử hiểu. Kính thưa quý vị, con là con của ba mẹ. Dù rằng hiện tại con có thể không sống chung với ba mẹ, con nhìn thấy ba mẹ và con mỉm cười với ba mẹ. Con cầu mong ba mẹ được hạnh phúc, con cầu mong ba mẹ được bình an và thảnh thơi. Đôi khi người lớn giận con và con cảm thấy bị tổn thương. Đôi khi người lớn quá bận rộn, dường như không có thời gian cho con và con cảm thấy buồn. Nhưng có những khi người lớn chăm sóc con và cả nhà cùng cười, cùng chơi với nhau rất vui. Gia đình đã dạy con rất nhiều điều, như làm thế nào để đọc, tập hát, tập làm toán và tập nướng bánh. Con rất biết ơn ba mẹ. Con biết rằng ba mẹ cũng từng là những đứa trẻ và đôi khi cũng cảm thấy buồn và tổn thương giống như con. Con biết rằng ba mẹ đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, và vì đó con không cảm thấy giận ba mẹ. Nghĩ về ba mẹ, con cảm thấy tình thương, sự che chở và hạnh phúc. Con biết ba mẹ rất cần sự tin mang nơi con, và nụ cười của con làm cho ba mẹ thấy hạnh phúc. I am the child of my parents, even though I may not live with both of them now. I see my parents and I smile to them. I want both of my parents to be happy. I want them to be safe and free from all worries. Sometimes adults get angry with me and I feel hurt. Sometimes they are so busy and they don't seem to have time for me and I feel sad. But other times they take care of me and we laugh and play together and have fun. My family has taught me so many things, like how to read,
or sing, or do maths, or bake a cake. I feel thankful to them. I know that my parents were children too, and they felt sad and hurt, sometimes just like me. I know they have had many issues in their lives, and I don't feel angry with them. I think of my parents, and I feel their love and support, and I feel happy. I know my parents need my freshness and my smiles to make them happy too. Take a few moments in silence to bring your parents to mind. In your mind's eye, sit with them. Imagine holding their hands and smiling together. Share these quiet moments, enjoying breathing together. Just be still and share breathing in the peacefulness, breathing out the joyfulness. Xin hãy im lặng trong giây phút để hình dung về ba mẹ của quý vị. Và hãy ngồi với người trong tâm trí. Hãy tưởng tượng quý vị đang cầm tay ba mẹ và cười với nhau. Chia sẻ những khoảnh khắc yên bình và thanh tịnh. Chỉ cần tâm tĩnh lặng và cùng nhau thở vào trong an lạc, thở ra trong an vui, thì các bó hoa màu đỏ và trắng được cài lên áo quý vị trong chốc lát nữa đây sẽ tỏa ra những hương thơm của tình thương và hạnh phúc. Thu sang lá rụng sân trường như là báo hiệu đến mùa thu lan. Công cha nghĩa mẹ hoài mang, bóng hồng gợi nhớ muôn vàn ơn sâu. Một bóng hồng cho em, một bóng hồng cho anh, và một bóng hồng cho những ai, cho những ai đã có mẹ, đã có mẹ để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiện có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, nỗi đời mình không lớn không thêm, như ở trường thiếu anh sao đêm. Mẹ, mẹ dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bạn cá thân biên, là phong mang trên cao, là ánh mắt trăng sao, là ánh đường trăng đêm. Thì xin anh hãy cùng tôi.
hồi xưa đi hãy hỏi tôi hồi xưa đi. Yeah.
mẹ ơi, cha ơi, anh đi mẹ. Mà thế gian này đã sập đổ bóng mát
của những người xứ thế. Dẫu chúng con biết rằng cuộc đời là vô thường, sinh ký tử vi, và sát thân tứ đại của sư phụ cũng mỏi mệt với thời gian gần một thế kỷ không ngừng nghỉ ở trên khắp nẻo đường đất nước quê hương, và không ngừng nghỉ ở khắp năm châu bốn biển để thuyết pháp độ sanh, để khai mở đạo tràng, để giáo hóa chúng sanh và dắt dìu tất cả chúng sanh đi về con đường hướng thiện, chân thiện mỹ, trở thành những người xuất gia và trở thành những người đệ tử tại gia chân chánh. Công đức của ân sư, công đức của bậc tôn sư, ân giáo dưỡng trọn đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp có đất đền. Vào giờ này đứng trước di ảnh của tôn sư, toàn thể chư tăng ni xuất gia và toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử tại gia đồng một lòng chí thành cung kính hướng đến chi ảnh và giác linh của đức tôn sư, thành kính tụng kinh cầu nguyện và cúng dường trai họ để tưởng nhớ tuần thứ tư của đức tôn sư, và nguyện đức A Di Đà từ phụ phóng quang minh và gia đình của tôn sư là thượng phẩm tượng sanh tạo nhập lại thế giới ta bà này để thương tưởng chúng con, để thương tưởng toàn thể chúng sanh và tiếp tục giáo hóa và an trụ chúng con vào cảnh giới an lành giải thoát như đức tôn sư đã từng sống và đã từng thực hiện. Vào giờ phút này chúng con đốt nén tâm hương dâng lên và ngưỡng nguyện đức tôn sư thì từ chứng giám. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo an mây hương phường phấn cấm mười phương cúng dường ngôi tâm bào thề trọn đời giữ đạo theo tử tâm làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hồn tâm bồ đề kiên cố chỉ tu học vững bền xa về khổ nguồn mê sông quay về bến giác. Nam mô ương cúng dường Bồ Tát, Nam mô ương cúng dường Bồ Tát, Nam mô ương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Hôm nay là ngày 17 tháng 7 âm lịch năm Bất Mùi, là tuần thập thứ tư của ân sư
Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thường Giác Hà Nhiên, chúng con môn đồ pháp viên cùng nam nữ Phật tử tề tựu linh đường, chư thần dân hương cúng dường cầu nguyện, ngưỡng nguyện giác linh ân sư cao đăng Phật quốc tạo dựng ta bà giáo hóa chúng sanh. Nguyện ân sư thương tưởng hàng môn đồ đệ tử và pháp giới chúng sanh thì từ minh giám. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Yeah.
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đình. Giờ này quỳ trước đài sen tôn sư chứng nhân lòng thành chúng con ngưỡng nguyện tôn sư thọ bát ba na con ma tịnh chờ Yeah.
tôn sư thầy từ chứng giám đệ tử chúng con dân lệ vu lan từ tư nam mô đại mục kiền liên bồ. Sẽ là nghi thức chính của lễ dân y ca sa hôm nay. Chúng con xin mời quý vị Phật tử trong đoàn dân y bước ra ngoài nhận y và chuẩn bị theo sự hướng dẫn của ban tổ chức. Để tỏ lòng tri ân công đức sâu dày của Tam Bảo, đồng thời góp phần giúp cho nghi thức cúng dường đại lễ dân y Vu Lan hôm nay được trọn vẹn, chúng con xin giới thiệu đạo hữu Thiện Thanh, đại diện Phật tử Thiền Viện Minh Quang, sẽ nhân lời chúc Phật dân nghi và tứ sự cúng dường lên Tam Bảo và thiện thiền như công đức tăng ni. Xin kính mời đạo hữu Thiện Thanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, hôm nay ngày 30 tháng 8 năm 2015, nhằm ngày 17 tháng 7 năm Ất Mùi, hàng Phật tử chúng con có duyên sự xin đầu hành đánh lễ tác đại. Chúng con hàng nghe thân người khó được, Phật pháp khó nghe, hôm nay chúng con được sanh là người, lại được nghe chánh pháp qua sự giáo huấn của chư tôn đức. Đức Phật dạy, bổn phận người xuất gia là phải hoằng dương chánh pháp, còn bổn phận người tại gia chúng con là phải ủng hộ, cúng dường, trợ duyên vật chất. Tuy mỗi người mỗi phận việc khác nhau, nhưng cùng chung xây dựng ngôi nhà đạo pháp. Hôm nay mùa Vu Lan lại về với bao người con Phật, nhớ ơn công đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, hàng Phật tử chúng con noi theo gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên, sau 3 tháng an cư kiết hạ của chúng ta, thiết lễ cúng dường dân nghi cà sa và tứ bảo dụng đến các vị tỳ kheo trong 10 phương, để nhờ quá lực của các vị này chú nguyện cho mẹ ngài là bà Sanh Đề được thoát khỏi chốn u đồ địa ngục. Vì vậy, hôm nay chúng con đem hết tâm thành sắm sanh lễ phẩm, thiết lễ dân y cà sa và cúng dường thánh tịnh, dâng lên 10 phương chư Phật và hiện tiền tăng, ngưỡng mong các ngài thủy từ chứng minh, hồi hướng phước lành đến cha mẹ nhiều đời của chúng con và chúng sanh được thoát khỏi 3 đường ác đạo, nhà cảnh tiêu diêu, ông bà cha mẹ hiện tiền được giải thoát các nghiệp chướng, phiền não chướng, được vô lượng an lạc. Chúng con luôn phát lòng chánh tín đến ngôi Tam Bảo, ngưỡng bạch chư tôn đức tăng ni. Lễ tuy bó túc nhưng lòng thành kính đủ dư, kính mong với ngài từ bi nạp thọ cho hàng đệ tử chúng con đồng thêm lợi lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
hai mặt cho chư tôn đức ca ni hiện tiền chúng tăng chứng minh cho các phật tử các bậc và tiến hành nghi lễ dân y. Ai ai để cúng dân thì ban ơn.
Go.
Lan cho toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con. Chúng con xin cung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiểu Một Kiều Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch Sư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư nam nữ Phật tử, trong giây phút vừa qua các vị đã cùng Sư Tôn Đức Tăng Ni để thành kính cúng dường giác linh tuần thứ tư cho giác linh của Tôn Sư Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tâm Viên Tịch, và cung thỉnh Ngài để chứng minh cho cái pháp sự mùa Vu Lan tháng hội, tức là dân y Vu Lan mà các Phật tử vừa thực hiện. Trong giờ phút này, tất cả các Phật tử đồng yên lặng để được nghe về cái ý nghĩa của dân y Ca Sa hay là dân y mùa Vu Lan. Và giống như các Phật tử chúng ta biết rằng mùa Vu Lan là mùa hiếu hạnh, là tháng hội để cho những người con Phật có thể thực hiện pháp màu báo hiếu và đền đáp công ơn cha mẹ trong muôn kiếp nghìn đời và cha mẹ hiện tại. Chúng ta nghe trong kinh Vu Lan có câu: Vu Lan pháp nhiệm rải hồng ân, tự tứ quay linh chuyển lực thần, Phật tổ từ bi truyền chánh giáo, một liên ai khẩn cứu từ thân, u minh thoát khỏi vòng quan nghiệp, trần thế truyền roi dấu pháp luân, thông thả muôn thu niềm hiểu hạnh, trung quân hoài niệm đúng bông phân. Đây là duyên khởi để chúng ta có lễ hội Vu Lan. Và trong duyên khởi này, các Phật tử còn được thực hiện cái hạnh lành là dân y Ca Sa trong mùa Vu Lan báo hiếu. Giống như tất cả các Phật tử biết rằng trong cuộc sống của chúng ta, trong quá khứ cũng như trong hiện tại và trong tương lai, con người có hai cái khổ, tức là ăn già và mặc. Chính vì tìm cầu ăn mặc, tìm cầu vật chất đời sống để hạnh phúc cho mình, cho gia đình mình, mà cha mẹ chúng ta, rồi kế tục là chúng ta cũng phải bôn ba trên khắp vạn nẻo đường đời để tìm cầu cái ăn, tìm cầu cái mặt. Và do vậy mà chúng ta tạo ra không biết bao nhiêu là lỗi lầm, là tham lam, là giành giật, là chiếm đoạt, làm khổ, khổ người, khổ mình. Hiện nay trên thế giới, những quốc gia cường mạnh thì cũng muốn xâm chiếm, chiếm đoạt những quốc gia nhỏ hơn, lấn áp những quốc gia nhỏ hơn, cũng vì nhu cầu ăn và mặc. Chính vì lý do đó mà tạo vô số những cuộc xung đột, chiến tranh, khổ đau, tàn ác, giết người, hại mạng. Và nhân bất thiện thì quả sẽ bất thiện. Thế nào rồi có người cũng phải trả cái nhân cái quả của chính mình gây nên, trong đó có cha mẹ, ông bà, của quyền thất tổ của chúng ta. Vì những cái nghiệp báo đó, vì những cái nhân cái quả mà đi tìm sự ăn mặc ở bệnh cho mình, cho vợ con mình, cho gia đình mình, mà tạo các nghiệp bất thiện. Và biểu hiện hình tượng mà các vị
trong mùa Vu Lan thấy được là Hải Hiếu Mục Kiền Liên. Ngài cũng vì tìm kiếm mẹ mình đã đọa vào cảnh giới ngạ quỷ, đói khổ, thèm khát, ngài đem dâng bát cơm. Và vì lòng ham muốn gìn giữ cái bát cơm của riêng mình, sợ người ta giật cái bát cơm đó, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa dưa đến miệng già, quá thành than lửa nuốt mà làm đâu. Chính vì vậy cho nên mẹ của ngài Mục Kiền Liên không ăn được bát cơm của người hiếu tử dân cho một ngày được hiền liên, phải đau khổ, phải khóc than, phải trở về cầu Phật phương pháp nhiệm màu để cứu độ mẹ ở cảnh giới ngạ quỷ tha mát. Và Đức Phật đã tuyên thuyết giáo lý của Vu Lan Bồ là bảo hiếu, là giải đảo quyền, là cứu khổ, cái khổ bị treo ngược, bị đau khổ trong lòng của chúng sanh, chứ không riêng vì cha mẹ chúng ta. Trong lòng chúng ta ai cũng có những cái nỗi khổ, những cái nỗi khổ đau đớn như bị treo ngược, cần phải được cởi mở trong mùa Vu Lan. Đó là phải làm gì? Phải bố thí, phải cúng dường, phải vị tha, phải buông xả những cái gì mà chúng ta đã tham chấp, đã thâu vào trong cả một cuộc đời, giống như những hương linh. Bởi vì mẹ của ngài Mục Kiền Liên nghe được lời dạy, nghe được kinh và nghe được pháp, hiểu chuyện, cho nên chuyển hóa tâm hồn, từ bỏ tâm tham lam giành giật của riêng mình về cái ăn, mà thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ, sinh lên cảnh giới thiên đường, hay gọi là cảnh giới các cõi trời, để hưởng thọ sự vui thù thắng vi diệu. Nhân đó, nhân mùa an cư kiết hạ của chư tăng và thần lực của tự tứ tăng, Đức Phật đã dạy cho các hàng Phật tử thêm một cái phương pháp thứ hai là cúng dường bố thí. Trong đó cái mà làm chúng sanh khổ nữa là mặc ăn là mặc, cho nên cái y này là tượng trưng cho sự mặc. Cúng dường y là bố thí, là cúng dường, là buông xả, không còn tham chấp lo cái ăn cái mặc cho mình mà tạo điều vô số lỗi lầm, làm khổ người này, khổ người kia. Cho nên những người xuất gia giải thoát khi mặc cái y này còn có một cái tên gọi là giải thoát y, hay gọi là ca sa, còn gọi là phước điền y, là cái mảnh áo mà làm cho người ta gieo ruộng phước điền, tức là phát tâm cúng dường, phát tâm buông bỏ, phát tâm xả đi những cái tâm tham lam tranh giành. Cuộc sống chỉ có hai từ ăn và mặc mà giết hại, làm khổ và làm đau thương không biết bao nhiêu là thế hệ cha mẹ rồi cho đến chúng ta. Cho nên hình ảnh các Phật tử thấy rằng cái người Phật tử dân y có nghĩa là phát tâm cởi mở cái lòng ham muốn giành giữ riêng cho mình, cũng như bằng thanh đề giành giữ cái bát cơm cho riêng mình, thì cơm đó trở thành gì? Trở thành lửa dữ mà không ăn được. Cho nên nếu mà các vị có tâm tham lam muốn giành giật cái đồ vật chỉ riêng mình, cho gia đình mình, cho vợ con mình, mà những người khác bị đói khát, nghèo khổ đến nỗi rằng chết mà không có vải để che thân, thì tội nghiệp lắm. Những cô hồn cũng tử nó đau khổ lắm. Cho nên mình phải cởi mở, mình phải phát tâm, phải bố thí, cúng dường. Và do vậy chúng ta có một cái lễ dân y. Dân y hai cái ăn và mặc, cúng dường đồ ăn thì trăm món, thức cây năm, trái cây năm màu, và cúng dường y để chúng ta cởi bỏ cái tâm tham lắm về ăn và mặc. Và đồng thời cái y này để cúng cho những người xuất gia, bởi vì mỗi một chiếc y này tu hành để có thể giải thoát, để thành tựu sự nghiệp Phật pháp lưu truyền. Cho nên mỗi một chiếc y là một niết bàn. Người nào mang được chiếc y thì tâm hồn phải cởi mở, phải thanh tịnh, phải nhẹ nhàng. Nếu không thì các vị nghĩ là chúng ta mang chiếc y này nó rất là nặng nề, bởi vì tất cả những chiếc y này đều là của cúng dường bố thí của hàng thập phương tín thí. Nếu người xuất gia mang chiếc y
mà không tu hành đủ đạo đức để có thể đảm nhiệm vai trò vận hạnh lợi sanh và giáo hóa chúng sanh thì chức y trở thành nặng nề vô kể. Hôm nay các Phật tử để thể hiện hình ảnh chân y, ngay cả những cái hoa mà các vị tỷ thấy rằng các gia đình Phật tử nhỏ tung lên, đó là biểu hiện ngày xưa khi thời Phật còn tại thế, các Phật tử phát tâm cúng dường thực Phật và cúng dường y thì chư thiên rải hoa cúng dường. Bởi vì cái người mà đã phát lòng tâm hồn rộng lớn mở ra thì công đức phước báo vô lượng, cho nên trong giờ phút này cũng có chư thiên đang rải hoa cúng dường với những người có tâm hồn hiểu đạo, với những người có tâm hồn buông xả tư kỷ vọng tâm riêng tư mà nghĩ đến tha nhân, nghĩ đến những nghèo cùng khốn khổ, nghĩ đến những người đang nói khác áp bức, và nghĩ đến những vong linh, những vong hồn đang bị đói khát khổ sở nơi chốn địa ngục, nơi chốn ngạ quỷ mà phát tâm cúng dường. Do vậy cho nên hình ảnh này, công đức này được chư thiên cởi nón cúng dường, chư thiên rải hoa cúng dường. Và như vậy các gia đình Phật tử bé đã rải hoa cúng dường. Cho nên các vị đôi khi không hiểu tại sao lại có pháp sự rằng mấy trẻ em hoặc là mấy thanh thiếu niên rải hoa để làm gì. Rải hoa là 8 tháng cái công hạnh, 8 tháng cái phước báo, 8 tháng cái hiếu đạo, hiếu tâm mà các Phật tử đã làm được hôm nay. Cho nên ý nghĩa của chiếc y còn gọi là Kathina hay gọi là Kasa, có nghĩa là người mặc chiếc y này là một cái ruộng phước điền, là một mảnh đất để cho hiện nam tín nữ Phật tử phát tâm cúng dường, tức là trồng vào cái nhân duyên lành để sau này không còn phải tham chấp ham biến cảnh thế giới khổ đau ở địa ngục ngạ quỷ hoặc là ở thế giới La Bà này nữa. Cho nên đó gọi là cúng dường y. Và những người xuất gia, quan trọng là những người xuất gia khi thọ nhận chiếc y này, nó không phải là một chiếc áo bình thường mà nó là cái màu áo của sự mô phạm, mà nó là màu áo của giải thoát. Bởi vì ngày xưa thầy, ngày xưa tổ đã truyền đạt lại cái màu y, cái bát này cho hàng môn đồ tử chúng để tiếp tục truyền trì con đường Phật pháp tồn tại thế gian này. Cho nên mỗi năm đến ngày rằm tháng 7 thì nam nữ Phật tử có dịp lại dâng y Vu Lan và dâng tứ sự vật dụng để cúng dường, để nói lên rằng các vị biết tất cả những người xuất gia được truyền lại chỉ có hai món thôi, một là y, hai là bạc, để giải quyết hai vấn đề trong đời này là ăn và học. Thế giới này khổ đau chỉ có hai con đường: tìm cầu ăn mặc mà giành giật và sát hại lẫn nhau. Kẻ mạnh thì hiếp kẻ yếu, kẻ khôn thì hiếp cho người khờ. Cho nên do vậy mà tạo thành thế giới loạn động, khổ đau, phiền não mãi không thôi. Nên gương hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát muốn dạy cho người đời sau này khi xuất gia là chỉ thọ nhận cái y, cái bát. Mặc chiếc y là để làm tiêu biểu gương hạnh cho người đời và giữ gìn Phật pháp. Mang chiếc y này đi vào đời, y bát mặc là bức họa đồ thế giới, dễ muôn ngàn đường lối bước dân du. Bát khất sĩ là bầu càng không dũng đủ, chứa muôn loài dặn dật một tình thương. Cho nên người xuất gia chứ đâu có bát này đi ra ngoài đường có thể nhận bất cứ món ăn nào dù nhỏ dù lớn của tất cả mọi người phát tâm cúng dường với một cái tâm không phân biệt, không vị kỷ mà sống với đời sống vị tha và quên mình, thì người đó mới gọi là y bát khất sĩ. Và hôm nay trong mùa Vu Lan Thắng Hội, trong mùa tự tứ quay thần, các Phật tử có mặt trong không gian và trong giảng đường, trong chánh điện thanh tịnh này, các Phật tử đã được rải hoa cúng dường để làm một pháp sự viên dung là cúng dường đồ ăn trăm món, trái cây năm màu để cầu siêu
cho chủ quyền thất tổ cha mẹ, có muôn kiếp nghìn đời như trong kinh Vu Lan Mộ đã dạy. Và đồng thời các vị cũng thể hiện sự bố thí, sự buông xả, bỏ đi những cái tâm ích kỷ nhỏ nhoi riêng tư của mình bằng cách là hùng phước cúng dường những mảnh y là một niết bàn này, để cầu mong rằng những màu y giải thoát này sẽ tiếp tục làm hướng đạo, làm lộ trình cho những người còn đang mãi mê tham đắm và mãi mê luôn chặt vào con đường vật chất tham vọng và khổ đau. Nhờ những kiếp y này, nhờ những lời pháp này mà giúp cho họ được no đủ và được giải thoát, không còn phải bị khổ sầu ở cảnh giới của ngạ quỷ. Các vị biết là trong kinh nói rằng trong mùa Vu Lan tháng 7 là mùa mở cửa ngục, mà các vị biết ngạ quỷ là gì không? Con ngạ quỷ nó ra sao các vị biết không? Trong chân lý Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang ngài đã diễn tả con ngạ quỷ cái đầu nó to bằng cái trống, cái bụng nó to hơn một cái thúng hay là một cái nia. Ở miền Tây Nam Bộ có một cái nia để đựng lúa, nhưng mà cái cổ con ngạ quỷ nó chỉ nhỏ bằng cái kim thôi, cho nên nó hả miệng to lúc nào cũng khè lửa ra, bởi vì cái lòng tham muốn trong lòng đó, nó nóng nảy, nó ham muốn, lửa nó hừng hực cháy trong lòng, cho nên nó hả miệng ra là lửa cháy. Và nó đói khát, nó đợi, nó nghe mùi ăn uống rồi là nó thèm khát lắm. Nhưng mà khổ nổi, khi thức ăn mà vào tới cổ thì cổ nó nhỏ bằng cái kim, cho nên không vào được, hoặc là nó bị đứt cổ mà nó chết. Mỗi lần nó chết như vậy, nó tái sinh là tiếp tục làm con ngạ quỷ vậy. Cho nên cái cảnh giới của ngạ quỷ là cảnh giới khốn khổ nhất trong ba đường ác đạo. Cái đường ác đạo thứ nhất là địa ngục, là bị giam, bị cột, bị giam cầm ở dưới cảnh giới địa ngục. Nhưng mà cảnh giới ngạ quỷ là lúc nào cũng đói khổ, cũng nóng bức, cũng thèm muốn, nhưng mà không có thỏa mãn và phải bị đứt ngang cái cổ của mình. Vì vậy ở trong chùa người ta có dạy rằng buổi chiều ở trong chùa là không có nấu nướng để làm gì, để đánh những tiếng khua động chén bát ngạ quỷ. Loài ngạ quỷ nó nghe vậy nó tưởng đâu là đồ ăn nấu lên, mà nó khát khao phun lửa đứt cổ chết tội nghiệp. Cho nên do vậy mà trong chùa ta nói rằng không ăn buổi chiều và không làm tiếng khua động để thương, có lòng từ bi mà thương loài ngạ quỷ tội nghiệp. Cho nên bây giờ trong mùa Vu Lan tháng 7 chúng ta cúng và chúng ta nghĩ đến loài ngạ quỷ, các vị biết nói nó khổ. Mà con ngạ quỷ cái cảnh giới của địa ngục của tam đồ bây giờ nó đang khổ, như cái hình ảnh mà mình thấy đó, mẹ của ngài Mục Kiền Liên đó, đầu thì làm gì, đội một cái chậu máu, đít thì ngồi bằng trong, mà không có ăn, không có uống, lửa cháy thường thường như vậy là ở cảnh giới của ngạ quỷ. Cho nên chúng ta ngày nay cũng thương tưởng những con ngạ quỷ đói khát, những vong linh, những cô hồn ủng tử đó đang đói khổ bởi vì gì? Thiếu ăn và thiếu mặc, chỉ có hai điều đó mà thôi. Do vậy mà chúng ta trong mùa Vu Lan chúng ta cúng thí thực, thí cô hồn để cho nó có được cái ăn để mà nó no đủ. Một năm chỉ được một lần như vậy. Và cái thứ hai là chúng ta cúng dường cho y để chúng ta thí cái mặt, để cho những cái con ngạ quỷ ở cảnh giới đói khổ lạnh lẽo, gọi là hàng băng ở trong núi băng lạnh lẽo vậy, mà nó luôn nó lạnh mà không có đủ đồ để ấm. Cho nên chúng ta phát lòng khởi lên cái cúng dường y, có nghĩa là buông xả cái tâm tham, chỉ muốn dành cái mền cho riêng tôi thôi, chỉ muốn dành cái áo đẹp cho riêng tôi thôi, chỉ muốn giữ cái ấm áp cho riêng tôi thôi mà không nghĩ đến kẻ khác, thì chúng ta đang ở trong tâm hồn của loài ngạ quỷ. Cho nên các vị có biết rằng con ngạ quỷ ở thế giới tam đồ là con ngạ quỷ có thật, nhưng mà có thật hơn nữa là con ngạ quỷ đang ở trong lòng của chính chúng ta. Mỗi người đều có một con ngạ quỷ. Con ngạ quỷ này đến chừng nó đói, nó thèm ăn ghê lắm các vị biết không? Miếng ăn là miếng tàu tàn, mất ăn một miếng thì gì? Lộn ngang trên đầu. Đó là con ngạ quỷ trong lòng của chúng ta. Và con ngạ quỷ trong lòng của chúng ta là tham muốn tình dục, tham muốn tất cả danh vọng, nó đốt hừng hực lên. Cho nên lúc nào con ngạ quỷ trong lòng của chúng ta nó cũng lửa cháy hừng hực lên.
khổ sở. Cho nên vì nửa đêm mà không chịu ngủ. Tại sao? Tại vì con ngạ quỷ trong lòng mình nó đang hừng hực cháy, nó sân giận, nó tức tối, nó thèm khát, nó đang đốt cháy, không cho mình bình yên mà ngủ. Đó là con ngạ quỷ trong lòng chúng ta. Ai cũng có những con ngạ quỷ đó, rất là ghê sợ. Cho nên tại sao mà các vị đọc báo, các vị nghe tin tức, các vị có nêu là người ta có thể giết một lần 5-7 người, là gì? Là tham, là gì thất tình, là gì muốn giật của. Đó là con ngạ quỷ, nó đã bừng cháy đến mức độ không kiểm soát được hành vi và lời nói của mình, cuối cùng đưa đến giết người và cướp của. Cho nên khi tham muốn, vì tình dục cũng vậy, nó hừng hực cháy lên, cho nên con người ta trở thành điên loạn. Những người thất tình là vì sao? Là vì chính cái con ngạ quỷ về ham muốn đó nó đốt cháy, không còn chịu được, không còn đủ cái bình tĩnh nữa, cho nên trở thành thất tình. Chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Và vô số con ngạ quỷ trong lòng của chúng ta, nó đã đang khát khao và bừng lửa. Cho nên người tu hành được dạy rằng chúng ta phải tập lòng bố thí gieo nhân, chúng ta phải mở rộng lòng thương, chúng ta phải bao dung, và chúng ta phải biết cúng dường bố thí để đem cái pháp lành đó nuôi con ngạ quỷ và quả độ con ngạ quỷ của chính trong tâm hồn chúng ta. Sau đó chúng ta mới đem cái thiện pháp này mà bố thí cho những con ngạ quỷ đã và đang đói khổ ở những cảnh giới địa ngục và ngạ quỷ xuất sanh. Đó là hai cái pháp sự viên dung. Thứ nhất là tu hành để hóa giải cái tâm tham lam, ham muốn, đố kỵ, ngã nhân và nóng nảy trong con người của chúng ta. Con ngạ quỷ đó phải được giáo dục, phải được cho năng những thiện pháp là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, để cho con ngạ quỷ đó nó khen đau, tức là nó hạ xuống, nó được an lành. Và ngọn lửa ngạ quỷ trong lòng chúng ta đừng có bừng cháy, làm khổ mình, khổ người, khổ cha, khổ mẹ, khổ vợ, khổ chồng, khổ con cái và khổ xã hội quốc dân. Con ngạ quỷ này đáng sợ lắm. Cho nên mùa Vu Lan là mùa để các vị có thể lắng nghe, có thể hiểu được pháp lành mà tìm con đường tu tập, mà trị liệu con ngạ quỷ của chính bản thân của mỗi người. Nên như vậy Đức Phật gọi là pháp nhiệm rải hồng âm. Cho nên Vu Lan là pháp nhiệm rải hồng âm, đem cái âm điển lành này ban rưới cho tất cả những người đang còn sống, những con ngạ quỷ đang tồn tại trong từng cá nhân. Ai có con ngạ quỷ nào thì người đó đều biết được hết, không cần phải chỉ bài nữa. Các vị thấy lúc nào nửa đêm mà mình đói cái mức độ chịu không nổi, nó thèm cái này, nó thèm cái kia, nhiều khi phải lái xe 20 cái số để tìm một món ăn, là con ngạ quỷ đói trong các vị đó. Nó không kiểm soát được nữa rồi, nó hết kiểm soát được nữa rồi. Đó, nếu những con ngạ quỷ nào nó mạnh mẽ quá, hung dữ quá, phá hoại gia đình mình, phá hoại gia đình người khác, thì các vị biết rằng chính nó đã không kiểm soát nữa, ngọn lửa nó hừng hực cháy giống như lửa địa ngục vậy, suốt ngày đêm không lúc nào ngơi nghỉ. Cho nên chúng ta phải tìm những món ăn, những cái pháp, những cái thiện pháp để cho con ngạ quỷ trong lòng chúng ta được hóa giải, được tu tập và được giải thoát giác ngộ. Thì như vậy chúng ta được bình an, chúng ta cầu được an lành là cầu như vậy. Rồi chúng ta thực hiện những thiện pháp này, chúng ta cúng dường thức ăn, chúng ta bố thí, chúng ta gieo nhân, chúng ta làm những hạnh lành này, chúng ta cúng dường y để xả bỏ những cái ham muốn ăn mặc riêng tư, ấm no riêng cho mình, cho gia đình mình, mà nghĩ đến những nỗi khổ đau, những trầm thống và những kẻ khốn khổ khác trên thế giới này rất là nhiều. Cho nên vì tâm hồn đó chúng ta trở thành vô ngã vị tha. Như vậy là các vị đã thực hành được con đường sự cúng dường của phương pháp Vu Lan Thánh Hội, cúng tứ sự y áo và vật dụng cho kẻ còn, người mất đều được lợi ích trong này, gọi là lưỡng lộ tồn vong, đều được
vẹn còn viên mãn. Với ý nghĩa đó, hôm nay Thầy cũng chia sẻ cho tất cả các vị có mặt ở đây để hiểu rằng tại sao mình tham dự một cái buổi lễ chân y và tại sao mình tham dự một buổi lễ tu lan, mình làm gì để có thể hóa giải con ngạ quỷ trong lòng của mình và làm gì để tỏ lòng thương hóa độ những con ngạ quỷ, những cô hồn hữu tử ở biển đông, ở biển lạnh, ở dưới nữa là địa ngục băng tuyết nó đang đau khổ là lễ gì. Mình phải làm gì? Chỉ có một con đường có thể gửi được đến cho những con ngạ quỷ đang ở cảnh giới của băng tuyết là gì? Là tấm lòng ấm áp, là tấm lòng nhân hậu, là lòng từ bi và giọt nước cam lồ bằng tình thương các vị nghĩ đến, thương đến, cầu mong đến và làm những hành lành để rải những giọt nước cam lồ đến cho những con quỷ đang ở cảnh giới của khổ đau kia. Nếu các vị không đủ tất cả những thiện tâm đó, các vị không đủ những thanh tịnh đó, các vị không đủ những cái gọi là nhiệt tâm, ấm lòng đó để cho giọt nước cam lồ của mình chia sẻ những cảnh giới ngạ quỷ, địa ngục, thì chắc chắn những cảnh giới đó không bao giờ an hưởng và được no đủ trong mùa Vu Lan Thánh Hội như hôm nay. Cho nên xin tất cả các nam nữ Phật tử, xin tất cả các vị có mặt ở đây hãy thật sự là chân thành, hãy thật sự là phát tâm và thanh tịnh để cho tấm lòng của mình ấm áp, gửi đến cái tình thương yêu, gửi đến cái sự bao dung, cái sự đồng cảm của thế giới đang sống đến những thế giới đã chết, và đồng thời sống một cuộc sống cao thượng, bao dung, tốt đẹp để cho con ngạ quỷ, cảnh giới ngạ quỷ trong chính tâm hồn chúng ta được hóa giải, được tu tập và trở thành hiền thiện. Với ý nghĩa trên, trong mùa Vu Lan Thánh Hội, xin được cầu nguyện Đại Hiếu Quận Kiền Liên, Ngài là gương hạnh để cho chúng con nghe theo. Xin cầu nguyện cho Tôn Sư, người đã hướng dẫn chúng con đi vào con đường của Phật Pháp. Xin cầu nguyện các đấng cha mẹ, những người suốt đời thương yêu và lo lắng cho con cái, gia hộ cho tất cả các Phật tử đang có mặt trong thiền viện Minh Quang hôm nay. Xin cầu nguyện các vị, những ai còn có cha mẹ, xin hãy trân quý, hãy cúng dường và làm tròn bổn phận của người con. Những người đã mất cha hay mất mẹ, xin được cầu nguyện với cha mẹ mình đang ở một cảnh giới nào đó tăng thêm phần phước lực để có thể giải thoát những cảnh giới khổ đau bằng những tâm niệm, bằng những tấm lòng ấm áp và bằng những phẩm Phật hay bằng những cái phương pháp bố thí vị tha mà các vị thực hiện hôm nay đều được hưởng đầy đủ. Và cầu nguyện cho tất cả cha mẹ hiện tại trên thế giới này luôn luôn được con cái yêu thương, luôn luôn được con cái cúng dường và sống một đời sống thật là an lành, thật là tuệ giác trước khi từ bỏ thế giới tạm bợ này. Xin cầu nguyện một mùa Vu Lan Thánh Hội đến với tất cả trên nam nữ Phật tử và đại chúng được thành tựu viên mãn, được công đức vô lượng, và một lần nữa xin được cầu siêu độ cho cửu quyền thất tổ, tất cả chúng vong linh, cô hồn hữu tử trong mùa Vu Lan Thánh Hội, ân điên công đức tam bảo, văn kinh thính pháp, tất xả mê độ, siêu sanh tịnh độ. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Cung thỉnh sư Tôn Đức Tăng Ni và các Phật tử chắp tay đọc kinh để hồi hướng phước thí các Phật tử làm được hôm nay được trọn thành như nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành na kính na la phương na bao na quan na mình na la gọi na phương phương na la sự la bồ thầy na cầu na sinh na do kính na chủ mau đến na quả trì giới phương na thầy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sáng xuống và chân không. Phương thế là chân bản thân thánh đầu người chân từ quảng đại để hiểu thiên nền. Cho tinh châu phát lòng không gian chân đặng chân gian thêm lên trời thần kính vòng thiên thanh thanh về chớ phận vừa lòng gương lành đáng kể phước huệ gom thâu ý nguyện toại cầu phiền não đoạn tịa ô nhiễm tranh xa cung thế là người bồ tát cầu xin ta mau đến quả giờ lai cúng dường ngôi tam bảo cầu xin cho tinh dầu mau đến quả phật phán thăng nguyện đem công đức này lai các vị sẽ được đầy đủ phước báo giàu sang quan quyền của Chúa cho đến ngày cả sống lâu sống tốt nhiên vui sức mạnh và trí tuệ. Cầu mong rằng tất cả các Phật tử được thành tựu như nguyện trong mùa Vu Lan Thánh Hội và vào ngày 8 tháng 8 âm lịch tức là ngày 20 tháng 9 tại đạo tràng sẽ tổ chức lễ chung thất tưởng niệm đến cố đại lão hòa thượng Tôn Sư. Nếu các Phật tử xin được ghi nhớ để đến cùng góp phần cầu nguyện cho giác linh của toàn thể môn đồ Pháp Lý tại thiền viện Minh Quang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin kính tri ân và lãnh thọ những dòng pháp dụ quý báu của Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình đại lễ dâng y Vu Lan Phật lịch 2559 tại đạo tràng thiền viện Minh Quang Sydney đến đây đã hoàn mãn trong bầu không khí trang nghiêm ấm áp và đầy đạo tình. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin chân thành cảm tạ chư tôn đức tăng ni đã từ bi hoan hỷ quan lâm chứng minh và cũng xin trân trọng cảm ơn quý Phật tử đến tham dự đại lễ dâng y Vu Lan hôm nay. Kính chúc quý đệ tử thân tâm thường an lạc và vạn sự cát tường như nguyện. Xin mời toàn thể đạo tràng khởi thân đứng dậy, giữ trang nghiêm thanh tịnh để cung tiễn chư tôn đức tăng ni. Chọn thành Phật đạo.